em là lý do anh tồn tại, mặc bao hồi ức trong anh mệt nhoài. Dù sóng gió kéo qua đây, ở phía nơi cuối những giấc mơ kia, ở nơi cơn đau sẽ được biến tan. Em còn dang rộng đôi tay, anh có được gặp lại em, người anh từng trao yêu thương, người hứa bên anh đến cuối con đường. Giờ đây dẫu chỉ còn lại mình anh, tình yêu đã vội tan đi, anh vẫn đợi chờ cơn mơ. Không ngờ có ngày chúng ta lại trở lại đây. À, đây rồi. Đây là lớp của Đặng Đức Hoa. Tôi sợ anh qua lại trong những cái trẻ này. Đây, đây là Khoa lúc nhỏ. Công lý nào? À, không có gì đâu. Sơ có thể kể cho tôi nghe về anh Khoa lúc nhỏ được không? Tôi nhớ nhất là nụ cười của nó. Một thằng bé hay cười. Nó là đứa rất thông minh, học gì cũng nhanh hơn những bạn khác. Có lần tôi hỏi nó có nhớ mẹ không, thì nó trả lời rằng nó không nhớ mẹ. Các anh thấy có lạ không? Có thể là do gia đình của anh ta lúc nhỏ không được hạnh phúc nên không muốn nhớ tới nữa. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bé lại nói tiếp rằng nếu nhớ một cái gì đó quá thì nó sẽ không quay về nữa. Thằng bé tin rằng sẽ có một ngày ba mẹ nó sẽ tìm được và đưa nó ra khỏi đây. Hoàn cảnh của anh Khoa như thế nào mà phải vào cô như vậy? Thật ra thì thằng nhỏ nó bị chính ba mẹ nó bỏ rơi. Phải chăng tuổi thơ dễ độ đã tạo nên hậu quả như vậy? Anh vừa nói gì? Các anh nói đi. Phải chăng Khoa đã gặp chuyện gì? Sơ cứ bình tĩnh lại đã. Anh Khoa hiện tại khỏe mạnh và rất thành công. Anh ta hiện là kiến trúc sư nội thất và làm việc tại một tập đoàn rất lớn. Ơn Chúa. Dạ, chào anh. Dạ, cảm ơn anh. Chị Hân, ông ta đi rồi kìa. Mặc quần tây, áo sơ mi, mang ba lô nữa. Chắc là ông ta đi làm đó. Nhưng mà em thấy ông Khoa sao sao á. Sao là sao? Ờ thì người bảo vệ niềm nở như vậy mà ông ta không thèm nhìn một cái luôn. Chắc là cái dạng mà kiêu ngạo hống hách, lắm tiền nhiều của đi mà. Nhiều chuyện đi. Rõ. Đây là khu vực ngủ nghỉ của các em từ 10 cho đến 15 tuổi. Nơi đây đúng là dành cho việc nghỉ ngơi. Rất yên tĩnh. Tại sao lại phải khóa cửa phòng ngủ? Thật sự bọn nhỏ rất hiếu động. Cho nên vào các giờ học thì đều phải khóa cửa. Nếu không chúng sẽ trốn vào những ngóc ngách mà không tay nào chúng ta tự tìm ra được.
cách xử lý này là mới đây hay là... Đã có từ lâu rồi, từ lúc tôi chưa vào làm việc ở đây. Dạ, mời các anh vào. Hình như những chấn sau này không hợp lắm so với cửa sổ. Anh nhận xét thật tinh tế, đúng là những chấn sông sau này mới được làm. Cũng vì sự hiếu động của bọn trẻ mà thôi. Nếu như khóa ngoài mà không có những chấn sông thì chúng vẫn lên vào phòng được. Có nghĩa là trong giờ học, giờ ăn và những giờ sinh hoạt tập thể thì các em cô nhi không được phép vào phòng ngủ. Anh đã hiểu vấn đề rồi đó. Để tôi đoán thử, đây có phải là việc của anh Khoa lúc nhỏ không? Sao anh lại nghĩ như vậy? Đối với một đứa trẻ hiếu động thì việc chọn việc trên không mấy lạ. Tôi chỉ đang phân vân là không biết thế nào mới đúng. Anh đoán đúng rồi đó, nhưng chỉ đúng phân nửa thôi. Lúc mới vào, thằng bé chọn chiếc giường đó, nhưng một năm sau nó nhất quyết xin xuống chiếc giường thấp bên dưới, ở phía đối diện. Sẽ có thể sắp xếp để tôi gặp trực tiếp thầy quản lý anh Khoa lúc nhỏ được không? Vậy thì... Cô! Tôi đâu vậy? Cô kiếm ai á? Tôi muốn gặp anh Khoa, làm việc ở phòng vật tư. Khoa làm việc ở phòng vật tư á? Dạ, đúng rồi anh. Ở đây có nhiều Khoa lắm, nhưng mà không có ai tên Khoa làm ở phòng tư hết. Thì anh kiểm tra lại giúp, tôi có việc rất là quan trọng. Thôi được rồi, cô đợi tôi chút. Lâm hả? Lâm đây. Ông trực bên kho, có biết ai tên Khoa làm ở phòng tư không? Khoa ở phòng tư hả? Không có. Rồi ok, cảm ơn nha. Không có ai tên Khoa làm ở phòng tư hết. Có anh Khoa làm ở phòng giao nhận thôi. Khoa bên kế toán. Có một anh Khoa làm trưởng phòng thiết kế nội thất. Anh cho hỏi, đây là công ty... Đây là công ty thiết kế nội thất thế hệ mới. Chết rồi, xin lỗi anh. Người nhà của tôi làm bên công ty xây dựng Ái Dương. Dạ phiền anh quá. Sao lại nhầm vậy? Xin lỗi anh. Kiếm người phải biết chỗ cụ thể chứ. Dạ, cảm ơn anh. Anh Quang, anh có thấy phản ứng của Sơ Liên khi nghe tới người thầy của anh Khoa không? Đã vậy, sau khi nghe chuyện Sơ còn hưởng tới chúng ta. Cũng gần tới giờ nghỉ trưa của bọn trẻ, chúng ta ở đây cũng tiện rồi. Nhưng chỉ với tấm hình này, chúng ta không đủ gì cả. Bác ơi! Có chuyện gì vậy mấy anh? Chào bác. Chúng tôi mong bác hợp tác để trả lời một số câu hỏi. Dạ được. Bác làm việc ở đây lâu chưa?
À, tôi làm việc ở đây cũng đã hơn 20 năm rồi. Vậy thì tốt quá. Chắc là bác biết người đàn ông trong tấm hình này. Đây là thầy Lương. Sau bao nhiêu năm, nhưng bác vẫn có thể nhớ đây là thầy Lương. Trí nhớ của bác là tốt. Tốt gì đâu anh ơi. Tôi nhớ là gì cũng khá đặc biệt. Chuyện như thế nào hả bác? Thì lạ lắm. Thầy Lương là một người tốt, lại hiền nữa. Đột nhiên rồi một ngày bị cho thôi gì. Như vậy là đã xảy ra sự kiện nghiêm trọng lắm. Lạ là lúc đó không ai biết tại sao Sơ Ly chỉ thông báo là thầy Lương không phù hợp với công việc ở trong khu nhiệm. Tất cả mặt bác đã hợp tác với tôi. Dạ không có gì. Chào bác. Dạ. Ủa, tới rồi hả? Nè, không ăn kiêng nữa hả? Trời, mỗi tuần được xả có một ngày, ăn kiêng hoài sao chịu nổi mấy bà. Nhưng mà ăn kiêng làm gì, ta có để ý tới đâu. Mà tôi hỏi thiệt nha, bộ bà thích mỏng người đàn ông lớn tuổi như ông Khoa hả? Tôi đâu cần người ta phải đáp lại, tôi chỉ cần là mỗi ngày được thấy ta là vui rồi. Suy dữ gì bà, người ta đã có vợ rồi mà còn là thanh niên nghiêm túc nữa. Thôi, bỏ suy dữ đi là vừa. Mới nhắc ông tới liền. Cha này đúng là linh thiệt, mà phải công nhận, ổng phong độ thiệt chứ, ổng có kiêu ngạo chứ phong độ gì. Trời, người ta có tài thì có quyền chứ. Tài thiệt tình lắm hết sức. Lo ăn cơm đi rồi vô làm tiếp được. Anh Quang, vì anh muốn tìm thầy Lương, giống như chúng ta mò kim đáy bể. Chí ít chúng ta cũng điều tra được tính cách gần như trái ngược của anh Khoa. Trước và sau khi vào cô chỉ trị một năm. Anh nghi ngờ thầy Lương có vấn đề à? Ủa, hôm nay con về trưa hả? Dạ không, con về lấy chút đồ rồi đi liền. Hay là con ăn miếng cơm rồi hãy đi. Cô nấu miếng canh, hai cô cháu cùng ăn, nhanh lắm. Con không thấy đói cô à, sáng nay cô ăn sáng trễ. Một Yên à, chuyện trên báo là có thật không con? Chuyện gì hả cô? Chuyện về cháu Thảo. Cô xin lỗi, đúng ra là cô không được hỏi đến công việc của con. Không có gì đâu cô. Vụ án vẫn còn trong quá trình điều tra, chưa thể nói được điều gì. Ủa, vậy sao báo lại nói đối tượng tình nghi chính là một thanh niên mắc bệnh tâm thần? Thật là kinh khủng. Chuyện gì vậy ba con? Một bé gái 14 tuổi vừa bị sát hại. Gì mà ghê vậy? Cụ thể ra sao hả ông? Mới kỳ 1, tình tiết vụ án chưa được công bố. Như vậy là hung thủ vẫn còn nhẫn nhơ ở ngoài hay sao ba? Ban chuyên án lập tức được thành lập dựa trên nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trên địa bàn thành phố nhằm phá vụ án trong thời gian sớm nhất. Hiện đội cảnh sát hình sự đã điều tra
và bắt giữ đối tượng tình nghi là một thanh niên mắc chứng bệnh tâm thần. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong các kỳ sau. Chắc là thằng Quang nó đang theo vụ này. Chắc vậy, mấy bên này nó không gọi về cho tôi. Ba, cho con mượn ta báo tiếp đi. Ủa sao ba má không ăn trái cây? Con ăn đi. Sao kỳ vậy? Con thấy ngon quá mà. Bảo mà ăn hả? Mời vào. Thưa thủ trưởng, có việc gì vậy? Tình tiết vụ án có nhiều manh mối và hướng điều tra mới cho chúng ta. Tốt. Tuy nhiên, những thông tin trên báo, theo ý kiến cá nhân của tôi, là chưa chính xác. Tôi e ngại rằng những thông tin này sẽ gây ảnh hưởng đến tiến trình điều tra của chúng ta. Ngay tại lúc này, anh có gì chứng minh về thanh niên mắc chứng tâm thần, không rõ lai lịch là vô tội không? Dạ thưa, chưa có. Vậy thì thông tin trên báo có vấn đề gì? Tôi chỉ nói là thông tin chưa chính xác, thưa thủ trưởng. Đồng chí có nhận lệnh ngừng điều tra vụ án không? Thưa không. Vậy có nghĩa là chuyên án vẫn đang triển khai, hồ sơ vụ án chưa đóng. Ngoài ra, nếu như có hung thủ thật sự, theo như cậu nói, thì hắn sẽ lơ là cảnh giác và nghĩ chúng ta là những kẻ ngốc. Đây chính là lợi thế của chúng ta. Tôi đã hiểu, thưa thủ trưởng. Vấn đề về truyền thông báo giới, đây không phải là việc của cậu. Dư luận cần được trấn an. Việc của cậu chính là tìm ra hung thủ giết người thật sự và bắt hắn. Đó. Bác Thanh, có người của đội cảnh sát hình sự đến gặp bác. Được rồi, cảm ơn cô. Dạ. Đã tạm giờ bác đây. Sĩ. Anh Tạ kìa, ngồi xe lưng ở ghế đó. Anh ta đang làm gì vậy? Những người như anh ta thì có thể ngồi ở đó suốt cả ngày. Tại sao? Hình như là anh ta không ăn tóc của bệnh nhân. Bệnh nhân đang được điều trị, tình hình tiến triển rất tốt. Chắc là bác sĩ cũng đã biết mục đích chúng tôi tới đây để làm gì rồi. Đương nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi, anh ta vô tội. Sao bác sĩ có thể kết luận như vậy? Chúng tôi đã làm nhiều biện pháp truy tìm ký ức và cũng không có phát hiện gì về tình tiết của vụ án. Tôi cũng đã bỏ tấm hình chụp nạn nhân tại hiện trường vào nội dung của bệnh nhân. Ban đầu á, biểu hiện của anh ta cũng giống như ở phòng lấy khẩu cung, nhưng chỉ sau một ngày thì tấm hình đó không còn hấp dẫn anh ta nữa. Vậy có nghĩa là... Nghĩa là tấm hình đó như là một món đồ chơi, không còn sức hút gì đặc biệt với anh ta nữa. Tuy nhiên, tấm hình bé Thảo lúc còn sống, tươi cười thì luôn gây được sự chú ý với anh ta. Tấm hình bé Thảo còn sống gây ấn tượng mạnh, bởi vì quá trình thân quen lâu dài. Còn tấm hình chụp hiện trường chính là biểu hiện bệnh lý của bệnh nhân. Khi mà tập trung chú ý vào những vật cá biệt hay là những hành vi đặc biệt nào đó. Như vậy, có nghĩa là anh ta không có mặt ở hiện trường gây án. Cũng có thể lý giải như vậy. Bây giờ, các anh theo tôi vào phòng làm việc. Tôi đã viết xong hồ sơ, hỗ trợ điều tra chuyên môn về bệnh lý của bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ. Các anh theo tôi.
quái lạ. Mới vừa ở đây sao bây giờ không thấy nữa? Ờ, nếu như mà tìm không thấy thì có thể để hôm khác chúng tôi sẽ quay lại. Không không, tôi mới để ở đây mà. Mấy anh chờ chút xíu. Thật sự thì chúng tôi không còn thời gian để bác sĩ. Ủa, sao các anh có tấm hình này vậy? Bác sĩ quen biết với người chụp hình này à? Không thể gọi là quen, nhưng tôi có biết họ. Đây, nó đây rồi. Đây là bệnh án của thầy Lương. Ông ta bị mắc bệnh tâm thần à? Anh cứ xem hồ sơ đã. Nhận định cuối cùng vậy là thầy Lương mắc bệnh tâm lý. Đúng vậy. Sau khi có kết quả, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang các chuyên gia tâm lý. Tôi thật sự không hiểu bệnh tâm thần và tâm lý không giống nhau sao bác sĩ? Tuy có nhiều điểm tương đồng, nhưng đây là hai chuyên khoa khác nhau. Thầy Lương cần được điều trị bằng các liệu pháp tâm lý. Bác sĩ có biết hội chứng tâm lý mà thầy Lương mắc phải là gì không? Hậu dầm. Cảm ơn. Chị Hân, thư giãn xíu đi. Cảm ơn. Cái ông Khoa này thấy con người của ông đúng là kỳ lạ vậy đó. Nãy giờ cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Vậy ông Khoa kỳ lạ chỗ nào? Thật sự thì em cũng không biết phải giải thích làm sao nữa. Nhưng mà anh thấy ông ta kiểu như là sống một mình trong thế giới này vậy đó. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Ông Khoa gần như là không giao tiếp với bất cứ một ai hết. Trong suốt thời gian em bám theo ông ta. Có thể ông ta không thích giao tiếp với người khác. Còn em thì thấy là ông ta cố tình tạo ra sự khác biệt này. Chính vì điều đó mà những người xung quanh luôn e ngại. Như kiểu ông ta khác biệt quá gì đó. Shirley có biết chuyện mà thầy Lương bị mắc chứng bệnh đấu dâm của bác sĩ? Chắc biết. Chính Sơn là người đưa thầy Lương đến đây. Có khi nào Shirley đã biết chuyện gì đó của thầy Lương để mới đưa thầy Lương tới đây? Chuyện này thì tôi không rõ. Nhưng mà lúc đó thầy Lương có vẻ như cá nằm trong rõ, lặng im trước những lời quy kết của Shirley. Thật ra bệnh đấu dâm nhiều khi được hiểu là những hành vi lạm dụng tình dục với trẻ em. Thế nhưng định nghĩa này là không chính xác. Nó phản ánh sai tình hình chung của những người mắc bệnh ấu dâm. Ấu dâm là bệnh, tuy nhiên không phải ai bệnh ấu dâm cũng có hành vi tình dục với trẻ em. Cũng như những người lạm dụng tình dục trẻ em không hẳn là những người mắc bệnh ấu dâm. Về mặt lý thuyết như bác sĩ đã nói thì để xác định căn bệnh này rất khó chính xác. Đúng vậy, các bệnh về tâm lý, lĩnh vực này chỉ mới được nghiên cứu đầu tư gần đây thôi. Hầu hết các chuyên gia cho rằng tình trạng này có liên quan đến các nhân tố tâm lý xã hội, chứ không phải là nhân tố sinh học. Vậy bác sĩ có biết là quá trình điều trị cho thầy Lương như thế nào không? Từ khi tôi chuyển bệnh án của thầy Lương, chúng tôi cũng không biết gì thêm nữa.
Đây là trái với quy định của bệnh viện, các anh biết chứ? Không biết là chuyên gia còn nhớ gì về bệnh nhân này. Trong quá trình điều trị, chuyên gia đã xác định căn bệnh của thầy Lương như thế nào và mức độ nghiêm trọng ra sao? Hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Nguyên tắc của chúng tôi là không tiết lộ danh tính của bệnh nhân. Đây không phải là bệnh lý thông thường. Chúng tôi sử dụng các liệu pháp tâm lý để điều trị. Quá trình này phải có sự hợp tác của bệnh nhân thì mới đạt được hiệu quả. Tôi không thể phản bội họ. Ngay cả khi hắn là một sát nhân máu lạnh à? Vậy có nghĩa là người thanh niên mắc chứng tâm thần không phải là hung thủ giết người. Dạ đúng vậy thưa thủ trưởng. Còn những đĩa có nội dung đồi trụy phát hiện tại nơi anh ta ở, nói lên điều gì? Tôi vừa nhận được kết quả từ phòng kỹ thuật hình sự, không tìm thấy bất cứ dấu chân tay nào của người thanh niên mắc chứng tâm thần trên bất cứ bề mặt đĩa nào. Thật như vậy sao? Qua sự việc này, có thể thấy giả thiết về một đối tượng nào đó muốn đổ tội cho người thanh niên mắc chứng tâm thần là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Vì sao đồng chí lại nghĩ người này là Đặng Viết Khoa? Có gì để chứng minh không? Chúng tôi tìm được một đối tượng trên mạng có tên là Violet. Hắn là người đã chụp và đăng những tấm hình của người thanh niên mắc chứng tâm thần lên một trang web có nội dung đồi trụy. Chúng tôi tin nghi người này chính là Đặng Viết Khoa. Đồng chí còn manh mối nào thuyết phục hơn nữa không? Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi có tìm hiểu thêm về lai lịch của Đặng Viết Khoa và biết được rằng anh ta chính là trẻ mồ côi, từng được nhận nuôi ở cô nhi viện Thanh Tâm. Nếu sự thật có liên quan đến người thầy tên Lương, đúng như hướng điều tra, thật là kinh khủng. Thưa thủ trưởng, chuyên gia tâm lý Thanh Hằng nói rằng các nhân tố tính cách có ảnh hưởng tới bệnh nhân bao gồm các vấn đề về sự gắn bó hoặc phụ thuộc vào gia cảnh bất thường, bị quấy rối khi còn nhỏ, cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây ra chứng ẩu nhập. Dựa trên hai cơ sở này, chúng tôi sẽ được đưa đối tượng Đặng Viết Khoa về trụ sở để lấy lời khai. Chúng tôi là công an thuộc đội cảnh sát hình sự. Ông có phải là Đặng Viết Khoa? Phải, tôi là Khoa đây. Ông tính đi đâu sao ông Khoa? Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không cần phải trả lời. Xin lỗi, tôi biết rõ quyền công dân của mình. Vậy thì tốt. Mời ông về trụ sở để hợp tác điều tra, giúp chúng tôi phá án. Xin lỗi, lại một lần nữa làm phiền tới sợ. Sao lại là anh? Anh còn muốn gì nữa? Dịch sơ không được khỏe. Không biết là sau khi chúng tôi đi đã có chuyện gì xảy ra. Không.
không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Sơn ngồi xuống đi. Tôi chỉ muốn hỏi thêm một vài điểm nữa thôi. Những gì tôi biết, tôi đã nói hết rồi. Thầy Lưu là một người thầy tận tâm, thương yêu trẻ em. Đột nhiên trở nên như vậy, tôi biết đây là một đả kích rất lớn đối với Sơn. Anh Khoa là một cậu bé hiếu động khi mới vào trường, nhưng chỉ sau một năm lại hoàn toàn trở thành một người khác. Sơn lại là người rất gần gũi với các em, chắc chắn sẽ nhận ra điều này. Tôi không hiểu anh đến đây để hỏi điều gì nữa, vì dường như anh đã biết được chuyện xảy ra như thế nào rồi. Sự thật chỉ được xác minh khi có người thừa nhận một cách minh bạch. Ở đây không có gì là không minh bạch hết. Tất cả những gì cô Nhi Viện làm là để giúp đỡ các cháu có những hoàn cảnh khó khăn. Tôi hiểu những giá trị tốt đẹp mà cô Nhi Viện mang đến cho trẻ em. Và tôi cũng hiểu được vì sao mà Sơ đã kiên quyết buộc thầy Lương phải thôi việc sau khi phát hiện ra căn bệnh của thầy ấy. Thật ra thì Sơ muốn bảo vệ uy tín của cô Nhi Viện. Tôi có mặt ở đây vì muốn Sơ biết rằng công tác điều tra của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng gì tới hoạt động của cô Nhi Viện cả. Tôi chỉ muốn biết là hiện giờ thầy Lương đang làm gì và ở đâu. Sơ là người đưa thầy Lương đi khám bệnh, và chắc chắn Sơ sẽ biết được điều gì đó. Tôi nghĩ thầy Lương là người tốt. Đó là căn bệnh mãn tính, không phải là tại thầy ấy. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện, Sơ không cần phải giải thích gì cả. Đây là địa chỉ của một tu viện ở Đà Lạt mà tôi đã viết giấy giới thiệu cho thầy Lương đến đó để làm lao công, vì sau một thời gian điều trị bằng liệu pháp tâm lý, căn bệnh của thầy ấy đã thuyên giảm. Cảm ơn sếp. Nhưng mà thầy Lương có đến đó hay không thì tôi cũng không biết. Sau khi đưa giấy giới thiệu, tôi không còn tin tức gì của thầy ấy nữa. Xin lỗi vì đã làm sơ nhớ lại những việc không vui. Sơ không cần tiễn đâu, tôi tự đi được rồi. Tôi mong anh nhớ những điều đã nói. Tâm hình này là lúc Khoa bị té, vết thương khá nặng. Cũng may là không sao. Sao không thấy thầy Lương trong hình? Không phải là thầy đến thương anh Khoa sao? À, tấm hình này chụp sau khi thầy Lương bị thôi việc khoảng 3 tháng. Quang, anh Quang. Dạ. Anh có điện thoại gì? À, xin lỗi sếp. Alo Quang nghe. Anh Quang, tôi mới phát hiện các nữ công nhân cao su gần hiện trường xảy ra vụ án của bé Thảo. Phòng kỹ thuật hình sự đã xử lý xong hiện trường, các nạn nhân đã bàn giao cho bộ phận pháp y. Được, tôi sẽ tới ngay. Xin phép sơn, tôi có thể giữ tấm hình này được. Đương nhiên. Dạ, cảm ơn sơn. Chào sơn. Nạn nhân Trần Thị Lan, 26 tuổi, thời gian tử vong được xác định vào khoảng 2 giờ rưỡi. Xung quanh vùng miệng của nạn nhân có nhiều vết bầm tím, có thể nạn nhân đã bị thủng tủ bịch miệng. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở.
tôi có thể nhìn gương mặt nạn nhân được không? Hung thủ là một người có sức khỏe và thể lực tốt. Tôi đồng ý quan điểm này của anh. Cô ta đã chống trả rất nhiều rồi. Ngoài nguyên nhân chính là ngạt thở ra, thì nạn nhân còn bị mất khá nhiều máu do nguyên nhân vết dao rạch vào đùi của như thế nào? Để anh xem. Ông Hoa, cứu ông! Đây có lẽ là hành động biến thái của tên cướp trong lúc giở trò đồ bại. Đúng là bọn vô nhân tính. Anh Quang, tôi xin lỗi. Anh Quang, vụ án của nữ công nhân cao su có liên quan tới vụ án của bé Thảo không anh? Thủ đoạn gây án không giống và không có điểm tương đồng. Nhưng nếu có sự liên quan, thì gì chúng ta đưa ông Khoa về điều tra sẽ trở nên vô nghĩa. Ý gì hơn là chúng ta đã bắt lập đối tượng, còn hung thủ thật sự thì đang gây án ở bên ngoài. Thế còn gì nữa? Nạn nhân bị sát hại vào trưa nay, đúng vào thời điểm anh Khoa bị đưa về trụ sở. Những chi tiết này không có điểm tương đồng với vụ án của bé Thảo. Anh Quang, trên thi thể của nữ công nhân cao su có điểm nghi vấn nào đặc biệt không anh? Tình hình anh Khoa sao rồi? Đang ở trong phòng đã khổ cung. Nhưng nếu không có bằng chứng, chúng ta không thể giữ ông ta quá 12 tiếng đồng hồ. Và ông ta nói rằng ông ta phải đi công tác nước ngoài vào ngày mai. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Anh Quang, tôi đã lần theo địa chỉ mà Shirley cung cấp. Đúng thật là thầy Lương đã đến một cô như vậy tại Đà Lạt làm việc một thời gian. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Ông ta đã qua đời. Sao? Bà đồng nghiệp ở Đà Lạt cùng rất ấy nấy thì đã không giúp gì nhiều cho chúng ta. Tuy nhiên, họ đã chụp được một số hình ảnh tại nơi làm việc của thầy Lương. Ngay cả nơi thầy Lương được an táng cũng có hình. Khi nào chúng ta giờ gọi anh Khoa? Chưa được. Cần phải có thêm manh mối. Tuấn, gửi hình cho bà cô như vậy Đà Lạt cho tôi. Đó. Tôi gửi rồi đó anh.